Tập 15. Đồ ủng lần trước ta tặng cho Quynh, sao không thấy Quynh đi? Ta sợ đi đồ ủng mà Thẩm Hà cô nương đích thân may tặng như vậy sẽ ảnh hưởng tới chung thân đại sự của cô nương. Tới lúc đó không những hỉ nương trách ta, mà muội muội cũng trách ta có phải không? Sau này nếu muội muốn làm ủng thì làm cho ý trung nhân của mình đi. Vệ Thanh à, Đoạn đại ca, Thẩm Hà cô nương. Đoạn đại ca, Quynh tới tìm hoàng thượng có chuyện gì à? Giờ hay ta cũng đang tìm hoàng thượng, chúng ta đi chung đi. Được. Thẩm Hà, ta và Đoạn đại ca cũng có chính sự phải làm. Cô đi lấy bóng hoa cho tiểu công chúa đi. Tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Vệ Thanh, ngươi cũng làm cứu phụ rồi, có từng tới thăm tiểu công chúa chưa? Dạ rồi. Tiểu công chúa thông minh lanh lợi, ta vừa vào là đã thấy bệ hạ và tỷ tỷ một nhà chia sẻ niềm vui. Không biết bây giờ bẩm báo công vụ liệu có thích hợp. Suýt nữa thì ta quên, là ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Vệ Thanh à, trẫm sẽ nói với ngươi trước. Được. Đoạn Hành, ngươi còn chưa ôm tiểu công chúa có phải không? Nào. Vệ Thanh, đi thôi. Chỗ này sắp hoàn thành rồi. Theo thần thấy, có thể cho sửa thêm vài vườn hoa ở giữa, Thượng Lâm Quyển và Kiến Chương Cung đi. Sưu tầm thật nhiều kỳ hoa dị mộc để giúp cho nông vụ thiên hạ. Đoạn đại ca, Quynh thả lỏng một chút. Như vậy, lấy nhẹ thôi là được. Tay để ở đây, sau đó thì tay còn lại để ở đây. Đúng rồi, là như vậy. Chỗ này vẽ bằng mực chu sa là quý gì? Tường dây bên này có hơi yếu, còn phải dùng đá nham để gia cố. Còn phải địa hình chỗ này cần tu sửa lại một chút. Người đang bế con là Đoạn Thúc Thúc, con có biết không? Không được khóc, ngoan. Đây, để ta ôm cho. Chỗ trống này, ngươi định xử lý như thế nào? Đây là chỗ trống thần đặc biệt để dành cho quân sự, có thể huấn luyện quân binh, chỉnh biên lại quân Hán. Tốt. Vệ Thanh, ngươi quả là suy tính chu toàn, không làm trẫm thất vọng. Tạ ơn bệ hạ quá khen. Để là Trịnh Thanh có phải không? Ta là Đoạn Hành ca ca. Đoạn Hành ca ca. Đoạn đại ca, tỷ tỷ của đệ tử phu đâu? Tham kiến bệ hạ, ngươi nói với trẫm, ngươi từng kết tóc với một nữ tử quan ngoại, chuyện này là thật à? Bệ hạ, xin hãy nghe thần giải thích. Ngoan nào, đừng khóc. Đây, để ta ôm con. Trưởng công chúa là ngoan nhất. Tức nhật quy chỉ, hạ hữu hoài chỉ. Vệ Thanh à, sao đệ lại tới?
Sao đây? Đệ không được tới à? Nhìn đoạn đại gia giật mình như vậy, lẽ nào vừa nãy đang tương tư ai? Sợ bị người ta phát hiện? Ta chỉ viết du dơ như vậy. Viết du dơ à? Chỉ là tùy ý mà lại có thể viết ra câu thơ đầy hàm ý như vậy. Vậy Thanh à, để đừng đoán mò lung tung. Nghĩa của tám chữ này đã quá rõ ràng. Người trong lòng ta nay đã xuất giá, hà tất ta còn nhớ mãi không quên. Để muốn hỏi, người trong lòng huynh chính là ai? Người huynh đang nhớ là ai? Huynh không cần trả lời. Người trong lòng huynh chính là nữ tử quan ngoại mà huynh không buông bỏ được, hay là người bạn thuở thiếu thời của huynh? Đó U Lan trong cung chính là tỷ tỷ của đệ. Không phải, đệ đừng đoán mò. Dễ Thanh, Đoạn đại ca, từ nhỏ tới lớn huynh coi đệ như đệ đệ ruột, đệ cũng coi huynh như huynh trưởng. Từ khi gặp lại, huynh dạy đệ quy tắc trong cung, lại dạy đệ kiếm thuật, đệ coi huynh như lương sư. Đệ bị người khác ức hiếp, huynh liều mạng cứu đệ, đệ coi huynh như ân nhân cứu mạng. Hôm nay đệ tới không phải là muốn ép huynh, càng không muốn làm cho huynh khó xử, mà quả thực làm vì an nguy của tỷ tỷ mà không thể không nói. Vậy Thanh à, đứng dậy đi. Tình ý của huynh dành cho tỷ tỷ, huynh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được. Hôm nay đệ đã thấy rõ. Đệ chỉ muốn hỏi huynh một câu: nếu người nhìn thấy cảnh tượng hôm nay không phải là đệ mà là hoàng thượng, thì hậu quả sẽ như thế nào? Ta tự biết bản thân không nên, không dám mộng tưởng. Vậy nên ta xin thề với trời, ta sẽ chỉ chôn tình cảm này sâu trong lòng, âm thầm bảo vệ cho muội ấy. Huynh mở miệng ra là nói muốn mãi mãi bảo vệ cho tỷ tỷ, nhưng nhìn trộm vợ vua là tội chết. Đó là người con gái bên cạnh hoàng thượng. Huynh nghĩ mình còn mạng bảo vệ à? Hoa lan tuy đẹp, nhưng là hoa đã có chủ. Đoạn đại ca, huynh làm như vậy định đặt lễ quân thần vào đâu đây? Đặt an nguy của tỷ tỷ vào đâu đây? Ta không phải không biết, ta đã cố tình né tránh, nhưng ta lại luôn ở bên cạnh hoàng thượng, có tránh cũng khó. Nếu đã là không thể tránh, vậy thì chỉ còn một chữ: đi. Nếu đã không thể tránh, vậy thì chỉ có một chữ: đi. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Kể cũng lạ thiệt, huynh thường xuyên đi ngang qua đây, quay về Dị Ương cung, nhưng chưa từng thấy chỗ này có gì đặc biệt. Nhưng mà hôm nay nhìn kỹ lại, lại phát hiện cảnh sắc nơi đây tuyệt đẹp vô cùng, nhất là mặt hồ tĩnh lặng,
làm Quynh nhớ lại con sông nhỏ mà chúng ta thường thả đèn lúc còn nhỏ. Cảnh sắc ở đây đúng thật là quá đẹp. Năm đó khi muội đi thuyền theo hoàng thượng vào cung cũng đi ngang chỗ này, cảnh tượng thật sự khiến muội không sao rời mắt. Lúc đó hoàng thượng còn sợ muội nhập cung sẽ chịu uất ức, vậy mà muội lại chẳng làm sao cả. Chúng cung đình đúng thật là không ngừng phân tranh. Muội và Vệ Thanh đều đã chịu không ít quỷ khuất, nhưng tất cả rồi cũng sẽ trời qua mây tạnh. Phải, tất cả những khó khăn không thể kể ra trước kia đều đã trôi qua. Những ân huệ hiện giờ thật không gì đong đếm nổi. Giả lại, đối với muội như vậy là quá đủ. Nếu đã như vậy, hà tất trong tiếng đàn của muội lúc nãy lại ngập tràn đau thương như vậy chứ? Mấy ngày gần đây, hoàng thượng bận lo công vụ, lại nhắc chuyện Trương Khiên đi sứ chưa về, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Đây đúng là cái gai trong lòng hoàng thượng. Muội vốn dĩ đã hẹn hoàng thượng tới Quý Lan Đình uống rượu chơi đàn, hoàng thượng lại vướng bận chuyện biên cương. Còn muội chỉ là một nữ nhi, làm gì có năng lực phân ưu giúp hoàng thượng. Chuyện biên cương phức tạp, đúng thật là cần có người phân ưu. Những chuyện hoàng thượng phải nghĩ quá nhiều. Thực ra Quynh vẫn luôn muốn giúp hoàng thượng. Trước đây chuyện cấp ảm mở kho lương cứu dân, muội giúp hoàng thượng che giấu, không sợ mạo phạm hoàng thái hậu và hoàng hậu. Gian thần Hàn Yên cũng vì muội chiếu cố hạ nhân mới kiếm cớ giết hắn. Còn nữa, muội sinh con cho nhà Hán, vừa sinh được Long Duệ đầu tiên, không phải cũng là phân ưu giúp hoàng thượng à? Đoạn đại ca đúng là biết cách an ủi muội. Còn nhớ lúc nhỏ, hễ muội thấy không vui, Đoạn đại ca liền thổi kèn cho muội nghe, dỗ muội vui. Mà hình như lâu rồi muội không được nghe tiếng kèn của Đoạn đại ca. Đã nhiều năm như vậy, lúc đó Quynh còn chưa biết thổi, giai điệu chẳng ra sao, vậy mà muội còn cười vui như vậy. Nhưng muội nghe hoàng thượng nói bây giờ Đoạn đại ca thổi rất là hay. Đã lâu rồi không thổi, cũng chỉ thổi toàn mấy giai điệu cũ. Hơn nữa cái kèn quê mùa năm đó Quynh cũng đã làm mất từ lâu. Thôi đừng nhắc chuyện cũ, cũng đừng để ưu tư bám lấy. Muội yên tâm, chuyện biên cương ắt sẽ có người giúp phân ưu cùng hoàng thượng. Còn ai dám đấu? Ta! Còn ai đấu nữa? Để ta đấu! Kiến chương cung giám, Vệ Thanh. Được biết hôm nay hoàng thượng mở lôi đài để chọn tướng luyện binh, nên muốn tới thọ giáo. Mượn lực đánh lực. Giả trái đánh phải, tưởng nguy mà an.
Lạc mềm buộc chặt, giờ chạy để đánh trả. Đại nhân đã nhường. Vệ Thanh, trẫm muốn hỏi ngươi, người làm tướng phải có tài đức gì? Làm tướng phải trí tính nhân dũng nghiêm đầy đủ. Tướng lĩnh là trưởng một quân, cần hội tụ đủ 5 đặc điểm này để thống lĩnh vạn quân. Tại sao phải lấy trí làm đầu? Người hữu trí biết người biết ta, dùng điểm mạnh của quân ta đánh điểm yếu của quân địch. Trong lúc đưa ra chiến thuật, tại sao phải giữ chữ tính? Tính là cái gốc. Người giữ chữ tính, nói là làm, thưởng phạt phân minh, khiến mọi người kính phục. Vậy còn nhân? Sa trường là chốn cửu tử nhất sinh, nào có chỗ để cho nhân từ? Nhân là cái gốc để phục chúng. Người nhân nghĩa phải thấu hiểu cho tướng sĩ, từ đó khiến mọi người quy phục. Rất tốt. Vệ Thanh nghe sắc phong. Có thần. Ngươi giỏi cưỡi ngựa, lại thiện xạ, am hiểu quân sự, ác hẳn là một tướng tài. Trẫm sắc phong ngươi làm thái trung đại nhân, phụ trách huấn luyện binh sĩ, đào tạo ra sư đoàn anh dũng, diệt ngoại địch, binh nổi loạn. Tạ ơn bệ hạ, thần nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ hoàng lệnh. Mau lui xuống. Dạ. Năm nay mở tiệc thưởng qua không giống mọi năm. Vệ trưởng công chúa vừa tròn 100 ngày tuổi, hoa mơ lại nở khắp cả hoa viên. Đúng là điềm lành khó thấy. Cây mơ nở hoa rực rỡ, nhất định là đang chúc mừng hậu cung nhà Hán có thêm một tiểu công chúa. Bình Dương nói rất hay. Ban đầu Vệ Cơ cũng là do con đưa vào. Hậu cung nhà Hán có thêm công chúa, con cũng có công rất lớn. Ta thưởng cho con đôi trăm kim tử ngọc. Tạ ơn tổ mẫu khen thưởng. Theo Tôn Nhi thấy, hoa mơ nở rộ như vậy là điềm báo hậu cung nhà Hán sẽ khai hoa kết trái. Thái Hoàng Thái Hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chúc Thái Hoàng Thái Hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tốt lắm. Kiều Nhi, con thống lĩnh chúng phi cung tỉnh nhân hòa. Ta đã cho người đặc biệt chuẩn bị một cây phong quả thưởng cho con, đồng thời thưởng cho các phu nhân, mỹ nhân, lương nhân mỗi người một chiếc lá lê vàng. Hy vọng các con có thể tiếp tục tạo phúc cho hậu cung. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Vệ Cơ, có nô tỳ. Vệ trưởng công chúa đã trở mình được chưa? Nếu đã có thể trở mình thì thưởng cho nó bàn ngọc giường vàng đi, thêm một chút ngà voi xương rồng nữa. Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, tiểu công chúa vẫn còn đang học. Vậy thì thưởng cho nó dòng ngọc ngũ sắc. Nô tỳ thay mặt vệ trưởng công chúa tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Còn nữa, thưởng cho Hoàng Thái Hậu, Quán Đào công chúa mỗi người một giò ngự tửu. Tạ ơn mẫu hậu. Được rồi, mọi người đều đã có thưởng. Đúng là hỷ sự. Tổ mẫu, hình như vẫn còn một người chưa được thưởng. Xem ta kìa, đúng là sót mất một người. Triệu Nhi vẫn còn chưa được thưởng. Ai gia biết Triệu Nhi gần đây bận chính sự, nhưng mà vẫn không quên tới thỉnh an ai gia. Đúng là vô cùng hiếu thuận.
Ai gia thưởng cho con hai chữ chuẩn tấu. Tạ ơn tổ mẫu. Vệ cơ bước lên. Trước đây trẫm đã xin Thái Hoàng Thái Hậu sắc phong cho nàng làm phu nhân. Nay Thái Hoàng Thái Hậu đã thưởng cho ta chữ chuẩn tấu. Bạch Mân, có tiểu nhân lệnh cho Phường Nhượng chuẩn bị áo nữ quan, bảo Thái Sứ lệnh chọn ngày để trẫm chính thức sắc phong vệ cơ làm vệ phu nhân. Dạ. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Tạ ơn Hoàng Thái Hậu. Tạ ơn bệ hạ. Thái Hoàng Thái Hậu vạn an. Tổ mẫu vạn an. Thu Bình, ngươi lui xuống trước đi. Dạ. Sao đây, con vẫn còn giận à? Trước đây hoàng tổ mẫu tới, không phải con vẫn rất ân cần sao? Tôn nhi quý khí không còn nữa, nào so được với đám hoa dại bên Lan Lâm Điện? Cũng đâu còn mỹ thuật đâu mà được hoàng thượng yêu thích. Này đến tổ mẫu ngày thường yêu thương con nhất, cũng không để tâm tới con nữa. Đứa trẻ này ngay cả tâm ý của ai gia mà còn không hiểu, thật uổng tấm lòng của ai gia. Người làm quan tổ mẫu này vừa phải bảo vệ danh dự giúp cho con, vừa phải đảm bảo vị trí cho con, còn vừa phải khiến cho hoàng thượng sủng ái con. Con phải hiểu cho nỗi khổ của ai gia chứ. Tổ mẫu lúc nào cũng khó, chính vì yêu thương con khó quá, cho nên hôm nay quay qua bảo vệ người khác luôn rồi. Năm đó đã nói là một năm không sắc phong, đến nay đã hơn một năm rồi. Giờ vệ cơ đến con cũng đã sinh, lại mãi vẫn chưa phong. Lý nào là vậy? Còn không phải là vì danh dự của hoàng hậu hay sao? Vậy mà hôm nay tổ mẫu còn... Tuy ai gia xử lý chuyện này chưa đủ công bằng, hiếm khi vệ cơ vẫn hiếu thuận như cũ. Hoàng thượng cũng không tính toán chuyện xưa. Nếu ai gia còn không sắc phong, e là sẽ khó lòng giữ nổi sự sủng ái hoàng thượng dành cho con mất. Tôn nhi đã trách lầm tổ mẫu, nhưng mà hôm nay con thật sự rất buồn. Tất cả mọi người đều đang nhìn con, cứ như là xem kịch vậy. Kiều Nhi, thân là hoàng hậu, con nhất định phải trải qua những chuyện giống như vậy. Hôm nay là vệ cơ, ngày mai sẽ lại là phi tần khác. Mấy chuyện này nhất định sẽ có phần của con. Nếu con không nhịn được thì sao có thể làm hoàng hậu được? Con sai rồi, đều là lỗi của Kiều Nhi, là con không đủ trọng lượng. Lại nhiều năm không có con, phụ hậu ái của tổ mẫu. Có con thì đã sao? Mà không có con thì đã sao? Cho dù vệ cơ đó có sinh được con trai thì sao chứ? Không phải do hoàng hậu sinh ra, sau này nhiều nhất cũng chỉ được phong vương, giúp đại hán trấn thủ biên cương mà thôi. Kiều Nhi, con vẫn còn trẻ, đường đời còn rất dài. Con nhớ lấy, con sẽ mãi là bảo bối ở trong lòng tổ mẫu. Kiều Nhi sẽ mãi phục tùng tổ mẫu, mãi mãi hiếu thuận với người,
là một tôn nhi nghe lời nhất, còn phải là một người vợ thật tốt, có hiểu chưa? Lần này Triệt Nhi vì biên quan mà đã khổ tâm rất nhiều, con đừng bướng bỉnh thêm nữa, có biết chưa? Kiều Nhi đã hiểu. Tới Tây Dực, trẫm không đồng ý. Trương Khiên đi sứ đã mấy năm, đến nay vẫn bặc vô âm tín. Ngươi muốn thay trẫm đi? Đi đâu mà tìm? Lần này Tây Dực có chút dị động, bệ hạ lại có quá nhiều lo âu. Hoàng thượng bảo Trương Khiên đi sứ là vì mong ngài có thể mang về bản đồ địa hình Tây Dực, bố trí quân sự để biết địch biết ta, sau này trăm trận trăm thắng. Chuyện này vô cùng hệ trọng, không thể nhất thời nóng vội. Gần đây ngoại địch đều đang trục trịch, nguy cơ ngày một lớn. Ngươi không cần mạo hiểm như vậy. Bệ hạ, chính vì ngoại địch đang không ngừng trục địch, mới càng phải hiểu rõ, nắm rõ toàn cục, từ đó mới mưu lược. Tuy bệ hạ không nói rõ, nhưng mà thần vẫn hiểu. Trẫm hỏi ngươi, ngươi đột nhiên muốn tới quan ngoại là để tìm nữ tử mình từng kết tóc à? Nếu thật là vậy, trẫm sẽ cho người tìm giúp ngươi. Bệ hạ, thần đã không còn quyến luyến tình cũ, quyết tâm cắt đứt tơ tình. Lần này thần đi chỉ là vì bái phục tài mưu lược của bệ hạ, lại yêu dân như con, muốn góp chút sức. Ngươi phải biết Tây Vực là cửu tử nhất sinh. Thần từng trấn thủ biên quan, am hiểu phong thổ. Chuyến này lên đường tìm Trương Khiên, thăm dò thực hư ngoại địch, khả năng thắng sẽ cao hơn. Bệ hạ, thần chỉ có một mình, không người vướng bận, có thể phân ưu giúp vua, báo hậu ân như núi của bệ hạ là nguyện vọng của thần, xin bệ hạ ân chuẩn. Vệ cơ tới tìm ta gấp, không biết có chuyện gì. Vốn là muội được phong phu nhân, đệ đệ được phong thái trung đại nhân đều là chuyện tốt, định mở tiệc cùng vui. Nhưng mà vừa nghe tin Đoạn đại ca xin được xuất sứ Tây Vực, thật sự khiến muội không thể nào vui được. Ta có thể triển khai đại chí, vệ cơ phải mừng cho ta mới phải. Nhưng mà Đoạn đại ca, thiết nghĩ huynh cũng biết, biên giới Tây Vực quả tai không ngừng, ngoại địch hoành hành, cướp bóc triền miên. Cho dù huynh có muốn kiến công lập nghiệp cũng không phải. Chọn một nơi giống như vậy. Đoạn đại ca có phải có nỗi khổ tâm nào không? Nếu đã nói mọi người thân như vậy, nếu Đoạn đại ca có chuyện gì thì cứ nói ra, để bọn muội có thể phân ưu. Tiểu phu à, đúng là ta không được vui, bởi vì chí của ta vẫn chưa thành. Vệ Thanh luyện cưỡi ngựa bắn cung, học kiếm pháp, đọc binh thư, khiêu chiến lôi đài, giành được chức quan, là vì cái gì? Còn không phải vì được chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia. Tuy ta không phải tướng giỏi, nhưng hoàng thượng đối với ta không tệ. Lần này có cơ hội lớn, cũng coi như là dùng bản lĩnh tận trung với hoàng thượng. Nhưng mà tử phu à, nam nhi chí tại bốn phương, nay vệ Thanh được phong làm thái trung đại nhân, chứng tỏ đệ ấy có khả năng bảo vệ nước, tự khắc cũng sẽ có thể bảo vệ nhà, ta cũng có thể yên tâm hơn. Hai người đừng cố khuyên nữa, cứ để cho ta làm chuyện mà ta muốn. Vậy Đoạn đại ca định khi nào thì đi? Giờ dậu ngày kia. Dội tới như vậy à? Ngày kia là ngày muội được sắc phong. Như vậy tính ra muội không thể tiễn Đoạn đại ca rồi. Không cần đâu. Như vậy làm sao mà được? Đoạn đại ca giống như huynh đệ ruột của muội, làm sao có thể để huynh đi mà không tiễn? Đoạn đại ca, huynh có thể tạm quản vài ngày được không? Đợi muội sắc phong xong, mở tiệc tiễn Đoạn đại ca. Muội nghĩ chắc là hoàng thượng cũng đồng ý. Có được không?
Tử Phu à, cô đang thắt một nút bình an à? Thắt lên cái khèn đeo ngang hông, như vậy sẽ không rơi nữa. Hay là cô khuyên Đoạn đại ca, bảo cô ấy đừng đi nữa. Tây Vực thật sự rất là nguy hiểm. Đã không khuyên được rồi, huống gì cô ấy đang phân ưu giúp hoàng thượng, ta phải cảm kích. Cô cũng đừng lo nữa, nam nhi chí tại bốn phương, không chỉ có Đoạn đại ca mà Vệ Thanh rồi cũng phải ra trận giết giặc, kiến công lập nghiệp, hưng quốc an bang, đúng là rất tốt. Nhưng có thể sống sót trở về mới là quan trọng nhất. Cho dù có vạn lần không nỡ, chuyện chúng ta có thể làm cũng chỉ là ở đây cầu phúc. Cô thắt nút bình an này giúp cho ta đi. Dịch đại thúc, nghe lính canh bên ngoài nói giờ dậu ngày mai con sẽ xuất phát à? Không phải nói sẽ mở tiệc tiễn biệt với mọi người xong rồi mới đi sao? Quan thượng cũng đã chuẩn bị, đi sớm đi muộn cũng phải đi. Mở tiệc tiễn biệt chỉ khiến người thêm bi thương. Dịch đại thúc, thúc tới tìm con là... Ngồi xuống rồi nói. Trong này có rất nhiều loại thuốc và cao dược, có thể trị nội thương ngoại thương, bảo vệ con trên đường bình an. Đa tạ đại thúc. Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, biên cương đang căng thẳng, giờ là lúc để báo đáp thánh ân, càng là vì người trong lòng của con chứ gì. Con không hiểu đại thúc đang nói cái gì. Con hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao. Tất cả người ở Lan Lâm Điện bọn ta đều coi con là người thân. Có những lời ta không cần nói nhiều, con tự hiểu. Nào, ta có làm một chút bánh cho con. Nào, chúng ta uống một ly, cứ coi như là âm thầm tiễn biệt. Được. Ăn đi. Bánh này là tử phu dạy ta làm. Nếu con cảm thấy hợp khẩu vị, ta sẽ làm thêm một chút để con mang theo trên đường. Đại thúc sớm đã biết con sẽ theo đội rời đi, không muốn mọi người phải buồn biệt ly có phải không? Lần này con bị thương, ta nhiều lần tới đây chuẩn bị canh bổ cho con. Thấy con yêu thương U Lan, bảo vệ Vệ Thanh, thứ thâm tình đó lúc tiễn biệt sao mà chịu nổi. Con kính đại thúc một ly. Được. Con đi như vậy thật sự không vướng bận gì à? Tất nhiên có chứ, nhất là mọi người ở Lan Lâm Điện. Nhưng mà hoàng thượng đang vì chuyện biên cương mà phiền não, người bên cạnh nào có thể yên vui? Phân ưu giúp hoàng thượng cũng là để những người khác an tâm hơn. Xem ra con đi như vậy cũng là vì tình yêu. Nay tử phu đã được phong phu nhân, Vệ Thanh là thái trung đại nhân, Lan Lâm Điện sẽ không còn bị ức hiếp. Huống gì còn có Dịch đại thúc, còn lo gì nữa. Chỉ mong con có thể bảo trọng, nhanh chóng hoàn thành quan lệnh để chữa khỏi tâm bệnh của con. Nào, cạn. Vệ tử phu bước lên sắc phong. Hoàng thượng có chỉ, vệ tử phu hiền lương thục đức, sinh được hoàng nữ, từ phạm kham gia, nay sắc phong làm phu nhân. Từ nay tiếp tục nghĩa đức, tạo phúc cho hậu cung. Ngoài ra,
Hoàng thượng thưởng cho Vệ phu nhân 800 lạng vàng bạc, 50 sắp tơ lụa. Thần thiếp tạ Hoàng thượng thánh ân. Chúc mừng Vệ phu nhân. Tạ ơn các vị tỷ tỷ. Ta nói rồi mà, muội muội sớm muộn gì cũng được phong phu nhân thôi. Vệ phu nhân sau này nhớ phải chiếu cố tỉ muội bọn ta nhiều hơn. Chúng ta là người một nhà, tâm liền tâm. Ta chỉ mong mọi người có thể hòa bình vui vẻ mà thôi. Đoạn đại ca, hôm nay từ biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Mọi chuyện ở đây giao lại cho đệ. Công Tôn huynh, huynh đệ của ta cũng là huynh đệ của huynh. Làm phiền rồi, ngài yên tâm đi. Cáo từ. Xuất phát. Trước đây muốn giữ bọn họ cũng không giữ nổi, vậy mà tới bây giờ, tận tới khi trời tối họ mới chịu đi. Diêu cơ đó vừa nãy toàn nói những lời khách sáo, còn nói tới tận cửa. Nói không chừng tới lúc đó lập tức trở mặt, bao nhiêu lời xấu xa lại bật ra ngay cũng nên. Tử phu, mẫu thân, không phải người chuẩn bị đi lấy rượu trần nhưỡng mà hoàng thượng ngự ban à? Ta sẽ đi ngay. Tử phu, cầm lấy. Bây giờ ta sẽ mang qua cho huynh ấy. Không cần đâu, nó đã đi rồi. E là tới cửa cung rồi cũng nên. Chị có nhớ Quynh ấy là ai không? Là bạn chơi thổi nhỏ của chúng ta. Quynh là Đoạn Hành ca ca. Mụ còn nhớ à? Làm sao mà quên được? Mỗi lần tử phu ở nơi quan giả đều nhớ về ngôi sao Bắc Đẩu là Đoạn Hành ca ca. Đợi đã, kỳ môn bọc dạ Đoạn Hành, phụng thánh dụ của hoàng thượng, ngăn không cho bất kỳ ai bước vào phòng trong Lang Lâm Điện. Kẻ nào xông vào trảm. Lần này may nhờ có Đoạn ca ca giúp đỡ, nếu không phải Đoạn đại ca cứu giúp, để sớm đã thành cô hồn rồi. Đoạn đại ca,
Hình như đã lâu Mụi không còn được nghe tiếng khen của Đoạn đại ca. Đã lâu rồi Quynh không thổi, giai điệu cũng trở nên xưa cũ. Hơn nữa cái khen cũ đó cũng đã làm mất từ lâu.